Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình mời cây sam núi tàn nha, tàn cũng mịn luôn nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Sam này sam trái nha cô chú anh chị. Đó, đã có trái rồi ha. Đó. Rồi. Mã số là C1. Sam trái nha. Cây này nó cũng đã có trái ở trong vườn rồi, có một số cây nó đã có trái rồi. Đó, mình vô cái chậu giống gì nè mình chơi nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Chậu này chậu lục giác nha. Đó, cái miệng như quên mất tiêu rồi. Đứng bầu nó là 24. Đó, cái miệng của nó là 24 nha cô chú anh chị, cái chậu á chậu 24. Rồi, thông số luôn. Sâm núi sâm trái nha. Hoành ở đây là 18. 18 hoành. Cao 21. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cái này là cái chậu mẫu thôi nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số C1. Cây C1 em xin giao lưu là 1 triệu 100 ngàn. C1 nha, cây này 1 triệu 100 ngàn. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ha. Chậu này chậu mẫu thôi nha, chứ không có chậu bán nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo. C2, cô chú anh chị mình thấy ha. Vô cái chậu quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, anh chơi em để cái chậu vậy đó, quá hợp phong thủy luôn. Đổ treo nha, một cây đổ treo cực kỳ già luôn nha cô chú anh chị. Đế nè, cũ đế đẹp luôn nha. Rồi, thông số luôn, cô chú anh chị mình có thể mua cái chậu giống gì nè. Hoành nó là 14. 14 hoành. Chậu này chậu Đồng Nai nha cô chú anh chị. Chiều dài là 35. Dài 35. Tán của nó là 37. Tán ngang 37 nha. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Cây này mã số C2 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. C2 nha cô chú anh chị. Đó, 1 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo C3 nha. Đó, cô chú anh chị về mình mua cái chậu gì nha. Chậu cái đường kính chậu là 19 nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình có thể mình mua mẫu giống gì mình bỏ vô mình chơi cũng được nha. Đó, rất là đẹp, đổ treo. À, cái tàn ok chứ ha. Về mình bắt dây lại mình chơi cũng được nha. Hoành gì đấy ha? Là 22. Hoành đế là 22 ha. Đó là cái thân coi. Hoành thân nó là 12. Thân 12. Dài là 35. Dài 35. Kính bầu 17. Kính bầu 17 nha cô chú anh chị. Cây này có mã số là C3. C3 em xin giao lưu là 1 triệu 100 ngàn. C3 nha cô chú anh chị. 1 triệu 100 ngàn ha. Bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây C4 nha. Công nhận mua bồ chậu này nhìn cây này hợp đẹp quá cô chú anh chị ơi. Này về cô chú anh chị mình bắt dây sơ sơ lại là cái tàn mịn lắm. Sâm núi sâm trái nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Hoành em đó đây là 18. Hoành đó 18 nha. Chiều cao 26. Cao 26. Kính bầu 16. Kính bầu 16 nha cô chú anh chị. Cây này có mã số là C4, em xin giao lưu là 1 triệu 100 ngàn. C4 ha, 1 triệu 100 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn, một cây trực nha. Ở gọng lắc quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo C5 nha cô chú anh chị. Quá đẹp luôn, cái đường thân, cái co nó quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Tàn mịn hết trơn nha cô chú anh chị. Chậu này là chậu đường kính là 19 nha cô chú anh chị. Để cô chú anh chị mình về mình có thể mình biết đường mình mua cái chậu ha. Lục giác. Rồi, thông số luôn. Này sâm núi sâm trái nha. Cái cò quá đẹp. Hoành em đó đây là 13. 13 hoành. Chiều dài của nó là 40. Dài 40. Kính bầu là 18. Kính bầu 18 nha cô chú anh chị. Đó, tàn ngang là 27. Tàn ngang là 27. Cây C5 em xin giao lưu là 1
1.200.000. C5 ha. 1.200.000 bao ship toàn quốc luôn. Đó, nó đang nằm trong cái chậu lục giác 19 nha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo, mã số là C6. Cô chú anh chị mình thấy mấy cái co lắc ha. Quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Tàn cũng mịn trơn ha. Này cô chú anh chị mình có thể mình về mình dằn dây sơ cái tàn lại cho nó đều lại nha. Rồi thông số luôn. Quanh ở đây là 10, 13 rưỡi. 13 rưỡi quanh. Chiều dài. Chiều dài là 37. Dài 37. Tán ngang là 23. Tán ngang 23 nha cô chú anh chị. Kính bầu 15. Kính bầu 15 ha. À, cái này em quên ha. Cái này em báo với cô chú anh chị mình á, tại vì cái này cái tàn á, khi mà vận chuyển á, đóng trong cái thùng á, nó có thể nó bị rụng lá nha cô chú anh chị, về nó thay lá mới chứ không gì hết. Cây rất là mạnh cây. Cây này có mã số C6, xin giao lưu là 1 triệu. C6 nha, 1 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn nha cô chú anh chị. Đó, xăm núi xăm trái. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo C7. Cây này co lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cái tàn tròn do nha, cái tàn đều gan hết rồi. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây ha là 16. Hoành 16. Chiều dài 45. Dài 45. Kính bầu 19. Kính bầu là 19. Mã số C7 em xin giao lưu là 1 triệu. C7 nè cô chú anh chị. Cây này 1 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số C8 nha. À, cái tàn ha cô chú anh chị. Cây co lắc ha. Cây củ, cây này cái củ đế quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cây này cái củ đế đẹp ha. À, kiếm được cái cây củ đế đẹp vậy nó cũng hơi khó á. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 17. Hoành cũ 17 nha cô chú anh chị. Chiều dài 35. Dài 35. Kính bầu 15. Kính bầu 15 ha. Cây mã số C8 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. C8 nha, cây này 1 triệu luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Cây C9. Cây này cái bộ đế quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái bộ đế quá trời cái bộ đế luôn. Nèm khui xuống dưới nữa là còn đế nữa nha cô chú anh chị. Về cây này thì mình nuôi tàn sơ lại ha. Bộ đế thì kiếm hơi khó chứ tàn thì làm rất là dễ nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Co lắc quá đẹp luôn. Hoành đế là 21 hoành đế, đo cái thân cái. Cái thân là 10 rưỡi. Thân là 10 rưỡi nha cô chú anh chị. Chiều cao 24. Cao 24. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Cây này rất là già cây. Cây này có mã số là C9, em xin giao lưu là 1.200.000. C9, 1.200.000 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi, tiếp theo C10 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị mình xem cái co, cái gọng lắc quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn. Hoành cũ 15. 15 hoành. Chiều cao 20. Cao 20. Kính bầu 17. Kính bầu 17 nha cô chú anh chị. Cái mã số C10 em xin giao lưu là 1 triệu. C10 ha, cũng là cái cuối cùng của clip luôn ha. 1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi chào cái luôn em ơi. Cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.